Vâng, xin chào các thầy cô giáo và các em học sinh. Thì hôm nay tôi xin gửi tới quý thầy cô giáo một nội dung trò chơi. Trò chơi ở đây đó là hãy chọn đáp án đúng. Trò chơi này tôi được thiết kế theo nội dung, đó là nội dung phần câu hỏi ôn tập vật lý 9, vật lý 8. Nội dung ôn tập đó chính là nội dung phần ôn tập chương 1 cơ học. Thì nội dung phần ôn tập chương 1 cơ học này có trong sách giáo khoa gồm 8 câu hỏi, nhưng ở đây tôi xin làm demo 4 câu hỏi. Và nội dung trò chơi thiết kế tôi thiết kế như sau. Đây là ô khung chính có dòng chữ hãy chọn đáp án đúng cho nó chuyển động, và ở ô bên này đó là chính là nội dung của các câu hỏi. Thì đây tôi làm demo 4 câu hỏi, các câu hỏi ô số 1, số 2, số 3 và số 4. Các thầy cô lưu ý rằng là ở đây chúng ta có thể là học sinh lựa chọn bất kỳ một ô nào, chứ không nhất thiết phải lần lượt trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4 nhé. Đấy, và lựa chọn ô nào chúng ta sẽ bấm vào ô đó thì nội dung câu hỏi và nội dung phần đáp án sẽ hiện lên. Và sau đây thì xin mời quý thầy cô giáo sẽ theo dõi. Tôi sẽ làm cho các thầy cô giáo theo dõi này. Và các thầy cô giáo, nếu mà các thầy cô giáo nào muốn lấy nội dung đường link này thì hãy comment để lại địa chỉ email ở phần comment ở phía dưới. Tôi sẽ gửi cho các thầy cô giáo theo địa chỉ email các thầy cô giáo để lại. Vâng, nếu các thầy cô giáo thấy hay hãy cho tôi một like và một đăng ký để động viên tôi nhé. Sau đây xin mời các thầy cô giáo cùng theo dõi. Vâng, giả sử học sinh lựa chọn ô số 1 thì các đồng chí chỉ cần bấm vào ô số 1. Và khi bấm vào ô số 1 thì nội dung câu hỏi và các đáp án sẽ được hiện lên. Nội dung câu hỏi số 1 đây là gì? Câu hỏi 1, hai lực được gọi là cân bằng khi phương án A, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. Phương án B, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Phương án C, cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật. Phương án D, cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau. Thì đây chính là nội dung câu hỏi và các đáp án. Và ở đây tôi đã chỉ để cho học sinh nội dung thời gian suy nghĩ đó chính là 10 giây. Và tôi có đồng hồ ở bên cạnh đây. Đồng hồ, các đồng chí bấm vào ô số 1 thì đồng hồ sẽ hiện lên. Và khi đó thời gian hiệu lệnh là 10 giây bắt đầu, các đồng chí chỉ bấm vào ô số 1 thì đồng hồ sẽ chạy. Vâng, sau khi hết 10 giây thì đồng hồ sẽ báo hết. Và lúc này các thầy cô giáo sẽ gọi các học sinh trả lời. Thì ở đây các thầy cô giáo lưu ý rằng là học sinh trả lời đáp án nào các thầy cô giáo sẽ bấm vào đáp án đó. Ví dụ học sinh trả lời phương án B, các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô B. Vâng, với cái hiệu lệnh và chuông lên lên như vậy thì phương án B là chưa chính xác. Vâng, ví dụ học sinh chọn phương án C thì các thầy cô giáo chỉ việc bấm, học sinh chọn phương án nào các thầy cô giáo bấm vào ô đó, và nếu đúng thì nó sẽ hiện lên tràng pháo tay và ô này sẽ chuyển sang màu xanh. Vâng, ví dụ chọn phương án D. Vâng, phương án D là phương án chính xác, thì khi đó cái ô này sẽ chuyển sang màu xanh và sẽ có tiếng vỗ tay kèm theo. Còn nếu học sinh chọn phương án A thì sao? Vâng, không chính xác, thì khi đó sẽ có nhạc lên. Và phương án D, C cũng không chính xác. Như vậy học sinh chọn phương án nào cũng được, họ chọn phương án nào thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào phương án đó. Và với phương án sai thì nó sẽ chuyển sang màu hồng, còn phương án đúng thì nó sẽ chuyển sang màu xanh và kèm tiếng vỗ tay. Đó chính là nội dung của câu hỏi số 1. Vâng, sau khi xong câu hỏi số 1, các thầy cô giáo bấm vào ô số 1 thì nội dung phần câu hỏi và đáp án sẽ biến mất. Và lúc này các thầy cô giáo cho học sinh lựa chọn các câu tiếp theo. Ví dụ học sinh lựa chọn đáp án câu số 3 thì các thầy cô giáo chỉ việc bấm vào ô số 3. Thì khi đó câu hỏi số 3 và các đáp án sẽ hiện lên. Và phương án số 3 như sau. Và câu hỏi số 3 như sau. Một đoàn mô tô chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc, đi ngang qua một ô tô đỗ bên đường. Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng? Và các phương án trả lời như sau. A. Các mô tô chuyển động đối với nhau. B. Các mô tô đứng yên đối với nhau. C. Các mô tô đứng yên đối với ô tô. Và phương án D. Các mô tô và ô tô cùng chuyển động đối với mặt đường. Và lúc này thì sau khi học sinh đọc các thầy cô giáo cho học sinh đọc xong câu hỏi và các đáp án thì các thầy cô giáo sẽ cho học sinh thời gian suy nghĩ là 10 giây. Đây 10 giây. Và lúc nào bắt đầu tính thời gian thì các thầy cô giáo chỉ việc bấm vào ô số 3 thì thời gian sẽ chạy. Vâng, như vậy 10 giây suy nghĩ đã hết.
thì lúc này sẽ cho học sinh lựa chọn các đáp án và các thầy cô giáo, học sinh chọn đáp án nào thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào đáp án đó. Ví dụ học sinh lựa chọn đáp án C thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô C. Như vậy ở ý C này thì đáp án chưa chính xác. Ý D thì sao? Vâng, ý D cũng chưa chính xác. Vâng, vậy ý B thì sao? Vâng. Như vậy phương án chính xác ở đây là phương án B. Như vậy khi học sinh chọn vào đáp án B, các thầy cô giáo bấm vào đây thì nó sẽ chuyển sang màu xanh và sẽ có tiếng vỗ tay, và đó chính là đáp án đúng. Còn nếu chọn đáp án sai A thì làm sao? Đây cũng sẽ là một đáp án sai, và khi đó cái ô màu xanh sẽ chuyển sang màu hồng. Vâng. Đó chính là nội dung của câu hỏi số 3. Và sau khi hết câu hỏi số 3, muốn chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào số 3 để cho nó biến mất cái nội dung câu hỏi và đáp án của ý A đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn câu hỏi số 2. Thì các thầy cô giáo chỉ việc bấm vào ô số 2. Bấm vào ô số 2 thì câu hỏi và các đáp án sẽ hiện lên. Thì ở nội dung câu hỏi số 2 này như sau. Xe ô tô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị: phương án A, ngả người về phía sau. Phương án B, nghiêng người sang phía trái. Phương án C, nghiêng người sang phía phải. Phương án D, xô người về phía trước. Đó chính là nội dung câu hỏi và các đáp án. Và vẫn với mỗi câu hỏi này thì thời gian suy nghĩ sẽ là 10. Bấm vào ô số 2 thì hiện lên cái thời gian như sau. Và các thầy cô giáo bấm vào số 2 thì đồng hồ sẽ chạy. Vâng, 10 giây suy nghĩ đã hết. Và lúc này thì sẽ gọi học sinh trả lời. Gọi học sinh trả lời thì học sinh trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, nếu đúng thì nó sẽ chuyển sang nội dung vỗ tay, và sai thì nó sẽ có dấu hiệu chuyển sang màu vàng. Ví dụ, vâng, phương án A là không chính xác, phương án C cũng không chính xác. Vâng, đó chính là nội dung của câu hỏi số 2. Và khi sẽ trả lời xong câu hỏi số 2 thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào số 2 thì nội dung câu hỏi và câu trả lời sẽ biến mất. Vâng, như vậy còn nội dung câu hỏi số 4 thì các thầy cô giáo bấm vào ô số 4 thì khi đó các câu hỏi và đáp án sẽ hiện lên. Và lúc này sẽ gọi học sinh đứng tại chỗ đọc nội dung câu hỏi và câu trả lời. Và sau khi học sinh đọc xong nội dung câu hỏi và câu trả lời thì chúng ta sẽ có thời gian cho học sinh suy nghĩ. Vâng. Và lúc này học sinh sẽ lựa chọn các phương án nào chính xác thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào. Ví dụ học sinh chọn phương án A thì chưa chính xác, nó sẽ có chuông và sẽ có chuyển sang màu hồng. Phương án C hoặc bất kỳ một phương án nào, ví dụ phương án này ở câu này thì sẽ là phương án D sẽ là phương án trả lời đúng. Vâng, thì lúc này thì là ô D sẽ chuyển sang màu xanh và có tiếng vỗ tay. Còn phương án B và phương án C cũng là phương án sai thì nó sẽ chuyển sang màu hồng và nó sẽ có tiếng tè tè. Thì đó chính là nội dung phần trò chơi hãy chọn đáp án đúng. Vâng, các thầy cô giáo có thể thiết kế thêm nội dung câu hỏi tiếp theo, các thầy cô giáo có thể nhiều thêm. Ở nội dung phần ôn tập chương 1 cơ học này thì nó sẽ có 8 câu hỏi. Tôi xin làm demo 4 câu hỏi vậy thôi. Các thầy cô giáo có ý kiến gì hoặc có thắc mắc gì, các thầy cô giáo sẽ để lại comment ở phía dưới, tôi sẽ giải đáp. Và chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô giáo ở những